khi hai tàu đang được các đối tượng vận hành hút cát trộm trên sông Hồng, đoạn giáp ranh giữa Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc, thì bị các trinh sát bất ngờ kiểm tra. Vừa là chủ tàu, vừa là chủ bến, nên Trần Văn Toàn chỉ đạo mọi hoạt động khai thác, kinh doanh bến bãi. Vì là người bản địa ở đấy nên là em biết là chỗ nào có cát mà chỗ nào không. Hút vào hai khoang, xong vào bến là mình lại có mấy cẩu. Cẩu lên bến mà có khách hàng thì mình bán luôn. Nếu hôm nữa một cạn thì tôi có thể múc một chuyến lên và đi làm được thêm chuyến nữa. Bởi vì đi mua thì nó đắt đỏ. Kiểm tra phương tiện và bãi tập kết, cơ quan điều tra thu giữ 8.000 mét khối cát, một khẩu súng tự chế kèm nhiều giấy tờ liên quan đến quá trình mua bán cát. Do thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, chủ yếu thực hiện vào ban đêm, khi bị phát hiện, thường nổ máy bỏ chạy nên việc truy bắt của cơ quan công an gặp nhiều khó khăn. Họ thì luôn luôn chọn những cái vị trí xa nơi dân cư, dễ cảnh giới, sử dụng các cái phương tiện để có thể là đối phó với cái sự tuần tra kiểm soát của cơ quan chức năng. Đấy, sẵn sàng, thậm chí sẵn sàng manh động chống lại. Đấy, và khi mà gặp lực lượng chức năng thì các đối tượng rút vòi và chạy về cái địa bàn tỉnh ở bên ngoài để tránh cái việc thẩm quyền liên quan đến cái việc xử lý. Tính đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã khai thác chót lọt khoảng hơn 7 vạn khối cát, thu lời bất chính hàng tỷ đồng. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành tạm giữ 9 đối tượng liên quan để tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của nhóm khai thác cát trái phép.